sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah. But when she falls in love, we'll let her go, and I won't go down the aisle. She looks so beautiful. Duyên hồng trần kiếp này, hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm, đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết quyên ương chung một mái nhà. Cô bạn thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế dù mặn dù đa
ai, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ, trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây. Mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua, mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phù thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Em ơi anh rất muốn qua, mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phù thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng, chồng đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, từng dinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bước theo cạo châu. Mãi mãi không đổi thay, từng này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm cả bầu trời để cho em thấy không chơi dời. Cuộc đời cách đôi lắm lúc thăng trầm môi tôi, chỉ ước mong sao để mau được giàu lên. Nhờ người mai mối để gước em về môi tôi, nằm cạnh bên em để kêu em giờ ơi. Bởi quá thương em nửa năm rén sang năm, mừng ăn lên anh hút em về làm dâu. Chút yêu thương thêm chút mê say, làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng, trong đời anh hứa sẽ không hay. Nhau mình sánh bác mai đâu xanh, hẹn lòng nguyện ước trăm năm thành đôi, giờ mình cùng tính đi ôi dồi rồi. Bày quá thương
cưới
Thế bây giờ tức là con giới thiệu là cô cũng là trân trọng kính mời tức là hai bố mẹ và hai cháu. Cô nhà trai thì sao đấy, con gái thì thế đấy. Kính thưa các cụ, các bà và toàn thể gia đình, các cháu yêu thương nhau và đã quyết định kết hôn thì được sự đồng thuận của hai bên gia đình và họ hàng. Thì hôm nay nhà trai đến trước hết là dâng lễ ân hỏi, thì thay mặt gia đình nhà gái thì tôi cũng xin phép là nhận lễ. Và sau đây thì xin kính mời hai và bác là bác vui và bây giờ sẽ trao lễ, và bác được là mẹ của cháu Hằng sẽ nhận lễ. Xin kính mời. Trầu miếng cao ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn thiết sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đang đang bình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn khít sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau tình đắng duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay
khoảng trống trong lòng. Thì đừng lo, có em luôn đợi mong. Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện, đừng tổn thương để mình em nhận hết. Bởi vì em chỉ muốn thấy anh cười, dù có ra sao cũng thấy vui lòng. Trái tim em nay chỉ có chân tình, vì yêu anh em đâu cần toàn tình. Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay, nhưng vì anh em chẳng hề đổi thay. Mất trong năm đôi mình mới chung thuyền, một ngàn năm ta mới về chung lối. Nên người ơi anh cần chỉ lắng lo, bên cạnh anh em sẽ vẹn duyên đó. Và được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hôm nay ngày 12 tháng 2 năm 2023, tức ngày 22 tháng 1 năm Quý Mão, đôi trẻ chính thức rủ nhau vào chuyện lứa đôi. Và rồi chầu cao hai họ đỏ trên môi, từ cốc chén men ken díu xít mời. Và mời anh mời chị ở xa, mời anh mời chị về đây dự bản tình ca chúc mừng, chúc cho duyên thắm tình lòng. Và chúc cho sang năm mới đôi trẻ công hưng quý hằng có hoa bồng trên tay. Một lần nữa đại diện về phía gia đình, đón lời cho chú rể và cô dâu, được trân trọng kính mời đến toàn thể các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, ngang được nhấn tiệc hồng cổ gia đình của chú rể và cô dâu, nhanh chân nhẹ bước cùng thu hết công việc riêng và tư, cùng trở về phòng trà phòng cưới của gia đình, trở về phòng trà phòng cưới của chú rể công hưng và cô dâu Thúy Hằng, cùng ăn chờ uống thuốc và cùng gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho hai bên gia đình của chú rể và cô dâu được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê trong buổi tối ngày hôm nay cũng như buổi trưa ngày mai được thành công rực rỡ. Và một lần nữa ban tôi được chuyển ở mời của gia đình, đỡ lời cho chú rể và cô dâu, được trân trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp. Oh.
lời của nhạc phẩm rất thích thương được mang tên gửi về quan họ cho cô Tuấn và cháu Tuấn và người đâu cũng cảm thấy cái gì. Thank you.
Thank you.
sắp sân không khí tăng hôn linh đình ai cũng xì xăm đôi mình nhìn tụi nó tinh bởi bên nhậu sáng đêm rượu năm lít bia năm chục lon động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con hai nhà ta nay thành xuôi thêm thằng cu hay cô công chúa lại càng vui lo măng ăn không là tiêu anh em chỉ có đừng ngủ chơi bơi vui còn vợ yêu đếm bao ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha cơ bước em về làm dâu hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai bên mâm vui mỗi ngày ngày hài lòng này mời anh tới anh đón em về cách tình trăm năm yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ mong yêu lại từ yêu đâu yêu em khi còn thơ yêu cho đến khi gần lòng mày gần đâu em ơi em đừng lo kề bên em luôn luôn có anh thêm một đố em yêu là cười đếm bao ngày xuân đi qua xin phép gia đình một bài anh tôi mang theo điệu hò đưa ra mà đến ta
nhạc sập sình, nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa. Nhạc sập sình, nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Thiệt là vui
đang tưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trong phần cơm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Là tim anh yêu em khi vừa thấy em, anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Giây phút đầu là tìm anh yêu em khi vừa thấy em, anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng
ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi. Nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa bốn bên hai họ nhà ta có mặt trong buổi vu quy ngày hôm nay. Tôi đại diện gia đình cho họ nhà trai có một cái lễ muộn để xin đón dâu cháu Hằng về bên họ nhà trai chúng tôi làm lễ thành hôn. Câu đầu tiên tôi xin cảm ơn, chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà chân tình đón tiếp, nhiệt tình, nồng ấm. Và cái điều thứ hai nữa, tôi cũng xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà đã thân trình cho cháu Hằng nuôi dưỡng đã có ngày vui hôm nay. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, và nữa ban tổ chức cháu cũng xin được đỡ lời cho con dâu và chú rể là xin được chân thành cảm ơn bác rất nhiều. Vâng, và chúc bác trẻ mãi không già, ngày ba bữa rượu bác cứ ăn chơi cả ngày. Thì ngay sau đây ban tổ chức chú cháu xin được trân trọng kính mời một bác đại diện cho nhà gái nên có đôi câu đáp từ. Chúng hãy dành tặng cho bác một tràng pháo tay thật to để chúc mừng được lo. Tôi xin kính chào tất cả các vị quan khách và các quý vị. Thay mặt nhà gái, chúng tôi xin trân trọng đón tiếp gia đình nhà trai đã đến dân lễ đón dâu. Thế và tại hội nghị tổ chức cho hai cháu tại nhà trai, chúng tôi sẽ căn dặn các cháu sau. Nhưng mà tại đây thì thay mặt họ nhà gái, chúng tôi cũng xin nhận là cháu Hưng là con rể của ông bà Hồng và là cháu rể của họ Nguyễn Mai chúng tôi. Thế và cũng xin thay mặt họ nhà gái xin nhận lễ đón dâu của họ nhà trai. Và thay mặt họ nhà gái xin một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các cụ, các ông, các bà trong hai họ và đặc biệt là họ nhà trai dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và luôn bình an thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Chú cháu cũng xin được đỡ lời cho cô dâu và chú rể là xin được chân thành cảm ơn hai bác rất nhiều. Vâng, và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ về vị trí của mình ạ. Vâng, và ngay sau đây thì ban tổ chức xin mời chú rể cô Hương sẽ ôm bó hoa tươi thắm vào trong nhà để trao cho cô dâu Thúy Hằng xong rồi làm lễ tạ tiên, xong rồi trở ra hội trường phòng cưới số 2 để làm buổi lễ vu quy của đôi bạn. Ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người,
đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Mà thiên đồng nguyên soái cũng phải khóc hòa vì yêu, mà chú rể thì trông giống sĩ điều, mà cô dâu thì lại giống thí kiều ngày xưa. Hai người ánh mắt đong đưa mà nhìn nhau say đắm mà lại say sưa tình đồng. Vâng và đúng là miếng trầu là miếng trầu tình, mà miếng trầu là nghĩa là tình đôi ta. Cảm ơn quý khách gần xa, mà cảm ơn cô bác ở tận nơi xa mới về, mà niềm vui phấn khởi tràn trề, quan viên hai họ muốn về hân hoan. Mà chúc hội hôn thì chứa chan hạnh phúc, mà chúc bốn họ thì xây đắp tình thân, mà chúc thông gia ngày một thêm gần, mà tình sâu nghĩa lặng mười phân vẹn mười. Vâng và ban tổ chức hôm nay cũng chúc riêng cho cô dâu Thúy Hằng và chú rể Công Hưng bằng tận giờ sang năm có một cậu con trai đầu lòng, mà chồng bế thì vợ du du hối du hời, con ơi con ngủ cho ngoan, mai sau khôn lớn nghe lời mẹ cha. Vâng và ngay sau đây ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ vui của đôi bạn trẻ Thúy Hằng và Công Hưng xin được chính thức bắt đầu. Một tràng pháo tay đồng thanh để chúc mừng được lâu. Thúy Hằng và Công Hưng rất là xúc động. Vâng và đúng là các cô thì bao năm tháng đợi chờ, mà niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Vâng và ngay sau đây thì ban tổ chức xin mời chú rể Công Hưng và cô dâu Thúy Hằng sẽ đứng lên hiên để ra sân khấu để ra mắt toàn thể quan viên đối bạn nhà chúng ta. Dạ vâng, và ngay sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bác thân sinh ra cô dâu Thúy Hằng sẽ để trao cho quà của con của mình nhân dịp trong ngày cưới ạ. Vâng, và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bác thân sinh ra cô dâu Thúy Hằng có một món quà để trao cho con của mình nhân dịp trong ngày cưới ạ. Dạ vâng, và đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Vâng, và đúng là không cao thì như núi đất trời, mà nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Giờ đây lên vợ lên chồng cũng không thể thiếu được công ơn của mẹ thầy. Chương trình hình thành gái một chàng pháo có ba chàng to để chúc mừng được lâu. Tay của cô dâu Thúy Hằng nên trao chương trình của mình nhân dịp trong ngày cưới ạ. Dạ vâng, và một tràng pháo tay thật to để chúc mừng cho tình cảm chị em một lần nữa. Ừ, xin thành cảm ơn rất nhiều. Chú rể cô dâu một tràng pháo tay thật to để chúc mừng được lâu. Và xin mời cô dâu sẽ đặt bó hoa của chú rể đặt vào phần mềm nhất của cô dâu kia, đó là vào eo. Và trước khi bước vào hôn này thì anh sẽ là trọng tài tình yêu của chú rể và cô dâu. Chú rể Công Hưng có đồng ý không ạ? Có. Chú rể trông mày thế mà hơi máu đấy, phải không? Một khi đã máu rồi thì hỏi là bố cháu là ai, phải không? Và trước khi bước vào hôn này thì anh sẽ là trọng tài tình yêu của cô dâu. Lúc nào ban tổ hôn đến từ 1 đến 3 thì chú rể mới được hôn đấy chứ. Và trước khi bước vào hôn này thì chú rể hai một bờ môi ở đâu, một chàng pháo vỗ tay thật là to để chúc mừng được đâu. Có lại thì mấy tuệ nằm nhau, vừa rồi là chú rể chủ động hôn cô dâu rồi, và xong ngay đây thì cô dâu cũng lại đáp trả lại chú rể cũng mượn lại buổi đồng hôn như thế. Quý vị có đồng ý không ạ? Nếu mà quý vị đồng ý thì quý vị hãy dành tặng cho cô dâu và chú rể một chàng pháo tay thật to để chúc mừng được đâu. Vâng, xin mời tay của cô dâu đặt lên bờ vai kìa.
Vâng, và đợt này chú rể công hưng của Hoàng Nhà Trai là hết quyền chủ vựng rồi, mà chỉ được phép đứng im, mắt nim dim, tim giật giật để chờ niềm hạnh phúc của mình mà thôi. Đây là một quả phạt trực tiếp cách cung thành mồm khoảng chừng 20 phân với một đội hậu vệ răng dày đặc như cái kiểu liệu cô dâu của Hoàng Nhà Gái chúng ta cũng có gỡ đều cho đội tuyển Hoàng Nhà Gái một đều hay không ạ? Nhà Gái đúng không ạ? Giơ cao ta nè, cô dâu có xinh không ạ? Vâng, quá xinh vừa ạ. Nhà Trai đâu ạ? Giơ cao ta nè, chú rể có đẹp không ạ? Vâng, đó là mối tình là cái xinh sẽ đóng đinh vào cái đẹp phải không quý vị? Và cô dâu và chú rể nghe rõ này. Trước khi bước vào đội quân này thì ban tổ chức xin mời những chàng trai và những cô gái có chiếc điện thoại iPhone 14 mới nhất của năm 2023 để chúng ta lưu vào để chúng ta làm danh bạ. Và trước khi bước vào đội này thì ban tổ chức chúng tôi... Hey! 1, 3, 4, ở đâu? 1 trang của các bạn ta rồi. Chúc mừng chúng ta là chú rể Việt Nam. Vâng, xin anh cảm ơn cô dâu và chú rể cũng như... Cô sao đi bên anh thật vui sao? Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay cô em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu.
Vâng, xin cảm ơn quý vị. Vâng, ngay này lúc này đây thì cho phép mình sang cũng xin cảm ơn CNC và toàn thể quý vị đã bớt chút thời gian của mình cùng trở lại thế gian hôn trường cưới cùng dùng tiền trầu tiền trà tiền nước và cùng mình phúc thượng nai cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, xin hân hoan lòng nhiệt chào đón toàn thể quý vị quan khách. Và một ngày lúc này đây thì cho phép mình sang xin phép được thay mặt những người làm chương trình, thay mặt cho gia đình cũng xin phép đỡ lời cho sẻ công hương trong buổi trưa chiều ngày hôm nay. Xin phép được gửi tới toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Kính thưa quý vị thân mến, rất vinh hạnh và nồng nhiệt cho gia đình họ nhà trai cũng như ban tổ chức chúng tôi cùng chú rể và cô dâu khi được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện trở về đông đủ của toàn thể quý vị khách quý. Chúng ta đã dành sự hiện diện tình cảm nồng ấm của quý vị có mặt đông đủ tại phòng trà của gia đình họ nhà trai để cùng tham dự sự kiện lễ tảnh hôn chúc mừng chú rể công hương cô dâu Thúy Hằng, và cho phép những người làm chương trình sẽ được chuyển lời của gia đình cũng như chuyển lời của chú rể công hương cô dâu Thúy Hằng trân trọng được ghi nhận tình cảm nồng nhiệt của quý vị và cảm ơn tới chân tình mà quý vị đã dành cho hai bên gia đình cùng chú rể và cô dâu. Liên tục được chuyển lời mời chào mời nước tới toàn thể quý vị để kính mời quý vị chúng ta cùng tự nhiên thưởng thức tiệc trầu tiệc trà thật ngon miệng. Vâng, xin được quý vị. Vâng, từ ngày xưa cho tới tận bây giờ, đến mãi tận ngày sau, tình yêu luôn là một câu chuyện dài và có nhiều màu sắc và những diễn biến vô cùng khác nhau, nhưng đều có chung một điểm là khi đôi lứa của chúng ta yêu nhau. Vâng, đến một thời điểm nào đó khi tình yêu đủ lớn, cảm xúc đủ đông đầy thì đôi bạn sẽ nguyện gắn kết với nhau trong một mái ấm gia đình huyền mãi như chim đền cánh, như cây đền cành. Vâng, chú rể công hưng và cô dâu Thúy Hằng của chúng ta cũng như vậy. Thưa quý vị, chúng ta đã trải qua một thời gian quen biết tìm hiểu đến ngày hôm nay đây, đôi bạn đã quyết định chính thức tổ chức đại lễ thành hôn chính thức về chung một nhà trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị. Và thưa quý vị thân mến, như quý vị chúng ta đã biết rồi ạ, hôn nhân chính là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người. Và hôn nhân cũng là một dấu mốc để đánh dấu sự trưởng thành của mỗi cá nhân khi chúng ta tạm biệt cuộc sống độc thân, trở về với mái ấm hôn nhân cuộc sống lứa đôi. Và lễ thành hôn chính là nhân dịp để mà chú rể cô dâu được chính thức diện kiến ra mắt tới quý vị quan khách bốn họ hai nhà. Và ngày hôm nay tại trung tâm khán phòng của gia đình, khu vực trung tâm sân khấu, chúng tôi dành riêng cho sự hiện diện diễn kiến ra mắt của chú rể công hưng cô dâu Thúy Hằng. Và quý vị ơi, chúng ta cùng hướng mắt trở lên trung tâm sân khấu, dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón phần trở về diện kiến đến từ chú rể công hưng cô dâu Thúy Hằng. Xin mời hai em cùng khởi thân tiến lên sân khấu để được diện kiến ra mắt tới quý vị ngày hôm nay. Trân trọng được đón mời. Ngày trong này đây thì mình sẽ đang đứng với hai bông hoa đẹp nhất trong buổi trưa chiều ngày hôm nay, đó chính là có sự xuất hiện của chú rể công hưng sánh duyên cùng với cô dâu Thúy Hằng. Và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho sự hiện diện của đôi nương của chúng ta được không thưa quý vị? Và thưa quý vị, cùng trở về đến chứng kiến chúc mừng cho hai bạn trẻ không thể thiếu được sự hiện diện của tất cả các ông bà đại diện hai bên gia đình. Và trở về với gia đình họ nhà trai chúng tôi ngày hôm nay, có tiếng cử một vị đại diện sẽ thay lời cho gia tộc trở về trung tâm sân khấu chứng kiến chúc mừng với những thủ tục cần thiết. Và chúng tôi trịnh trọng được giới thiệu sự hiện diện trở lên sân khấu từ vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai, kính mời ông cùng khởi thân tiến lên sân khấu để chính thức diện kiến ra mắt tới quý vị quan khách. Một tràng pháo tay thật lớn từ quý vị để chào đón vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai. Và về phía gia đình họ nhà gái trở về ngày hôm nay có rất đông đủ sự hiện diện của tất cả các thành viên trong gia tộc, không thể thiếu được đó là sự hiện diện của vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái. Ban tổ chức trân trọng được giới thiệu và kính mời ông trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái cùng khởi thân tiến lên trung tâm sân khấu chính thức diện kiến ra mắt tới quý vị quan khách ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt từ quý vị để cùng chào đón vị trưởng đại diện gia đình họ nhà gái. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này đây là trên sân khấu đã có sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Và xin quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn cho sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn được không thưa quý vị? Vâng, thưa quý vị, và không để cho quý vị phải đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây thì mình sang con xin kính mời bác trưởng đoàn đại diện cho bạn họ nhà gái có đôi lời phát biểu với họ nhà trai cũng như là gửi lời cảm ơn với sự hiện diện của toàn thể quý vị trong buổi chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng và kính mời bác. Kính thưa các cụ, các bà, kính thưa các bạn và kính thưa toàn thể nhà hai con. Hằng và Hương yêu nhau và đã quyết định đi đến kết hôn, được sự đồng thuận của gia đình ông Thanh và gia đình ông Hồng.
Các cháu đã làm các thủ tục cần thiết theo thủ tục cũng như là tập tục của gia tiên và của quê hương. Hôm nay tại nhà gái chúng tôi cũng đã nhận cháu Hương là con rể của ông bà Hồng và là cháu rể của họ Nguyễn Mai chúng tôi. Và giờ phút này thay mặt họ nhà gái tôi cũng xin chào cháu Hằng về làm con dâu của ông bà Thanh Vui và là cháu dâu của dòng họ nhà mình. Và cũng mong làm sao là hai cháu xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, yêu thương nhau trọn đời, chung thủy với nhau, quan tâm chăm sóc lẫn nhau và xây dựng một cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc và luôn luôn có hiếu với bố mẹ và là người con tốt, là người em tốt, rồi là người làm xóm tốt của dân làng ở đây. Thế và thay mặt cho nhà gái chúng tôi cũng xin cảm ơn các cụ công, các bà họ nhà trai đã tiếp đón đồng hậu và cảm ơn tất cả các ông các bà và các bạn nam nữ thanh niên đã đến dự lễ thành hôn của Hằng và Hưng. Và xin thay mặt nhà gái kính chúc các cụ, các ông, các bà cũng như là toàn thể các quý vị dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Từ ngày hôm nay cháu xin phép thay mặt gia đình cái niềm mừng tổ chức cảm ơn lời phát biểu của Hằng Ngọc đến từ bác trưởng đoàn và giữa đoàn hòa nhà gái. Vâng, nhà gái đã phát lửa rồi, nhà trai thì cũng phải đỡ lời đôi câu để cho bên rể bên dâu, để cho đôi đứa được về lâu về dài. Vâng, và ngay sau đây thì Minh Giao xin kính mời bác trưởng đoàn và giữa đoàn hòa nhà trai có đôi lời đáp từ với họ nhà gái, có những gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Trân trọng và kính mời bác. Kính thưa toàn thể hội hôn, được sự ủy quyền của bà ông Thanh và những lời tức là vàng ngọc của ông đại diện cho họ nhà gái đã trao dâu, thì tôi cũng xin được thay mặt họ nhà trai xin nhận cháu Hằng là con dâu của bà ông Thanh và là cháu dâu của họ nội, họ ngoại của bố mẹ cháu. Trước khi nhường lời cho ban tổ chức, tôi xin kính chúc toàn thể hội hôn chúng ta có một sức khỏe dồi dào và an khang thịnh vượng. Cảm ơn ạ. Vâng, cháu cũng xin cảm ơn lời phát biểu vàng ngọc đến từ bác trưởng đoàn diễn văn hòa nhà trai. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, hôm ngày hôm nay đây có nghĩa là ngày hạnh phúc nhất, thiêng liêng nhất trong cuộc đời của chú rể Công Hưng cùng với cô dâu Thúy Hằng. Vâng, ngày hôm nay là ngày 12/2/2023, tức ngày 21/1/Quý Mão, được sự đồng ý của hai bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương mà hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể của chúng ta đã chính thức tổ chức đại lễ thành hôn, chính thức về chung một nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông. Và toàn thể quý vị, vừa rồi chúng ta cùng với đến với những lời phát biểu vàng ngọc của hai bác trưởng đoàn công nhận dâu rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, mọi người lúc này đây phép Minh Giang được trịnh trọng tuyên bố đại lễ thành hôn chính thức được bắt đầu. Cô gái hôm nay thì Minh Giang có xin kính mời hai bác trưởng đoàn chúng ta hãy tiến lên một bước ạ, để cùng trao nhau những cái bắt tay để gắn kết tình thông gia giữa hai bên gia đình ạ. Vâng, xin quý vị nở một tràng vào tay thật lớn, tình cảm của hai bên gia đình được gắn kết được một trận từ công, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng trải qua với giây phút thăng hoa để tình yêu của hai bạn trẻ cũng như tình thông gia của hai bên sắc tộc nhà trai nhà gái thêm được gắn kết thăng hoa và tỏa sáng. Thưa quý vị, hôm nay đây trước sự chứng sáng của đất trời, sự chứng kiến chúc mừng của toàn thể quý vị cùng với lời công nhận của hai vị trưởng đại diện, hai bạn trẻ chúng ta cùng tiến lên phía trước một bước và thực hiện nghi thức trao nhau cặp nhẫn hợp hôn. Và từ cặp nhẫn hợp hôn này sẽ công nhận hai bạn là vợ chồng của nhau. Xin mời hai em gắn kết tình cảm vợ chồng chung thủy bền chặt sắt son. Thưa quý vị, hôm nay đây trước sự chứng giám của đất trời, sự chứng nhận chúc mừng của toàn thể quý vị, chú rể Công Hưng Thúy Hằng là vợ chồng của nhau. Từ nay hai em sẽ cùng kể vai sát cánh đi trên thuyền tình yêu, cùng vượt qua mọi sóng gió, chung ai trở ngại trong cuộc sống, tìm đến một bến bờ hạnh phúc mà ở nơi đó có ngôi nhà tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Vâng, ngày hôm nay đây thì Minh Giao xin kính mời chú rể Công Hưng là nhấn đầu tiên đeo ngón tay áo út của cô dâu Thúy Hằng vừa ra. Xin trọng và kính mời. Vâng, cô dâu Thúy Hằng chúng ta lấy những vật này đeo vào ngón tay áo út của chú rể Công Hưng đi ạ.
Vâng quý vị ơi, nhẫn là một đường tròn đồng tâm, không có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc, giống như tình cảm của Công Hưng dành cho Thúy Hạnh và chúng ta vậy. Không biết đôi bạn yêu nhau từ thuở nào, nhưng kể từ ngày hôm nay, từ giây phút này, đôi bạn nguyện gắn kết với nhau đi hết cả cuộc đời, dù cho sau này có họ làn hay khổ đau. Dầu ra ngay đôi quý thì đôi bạn sẽ mãi mãi nắm tay nhau để cùng xây dựng gia đình, xây dựng mái ấm cho riêng mình, tôi có thể. Và tiếp tục chương trình thì xin mời hai bạn trẻ chúng ta tiến sức vượt tay trái ở khu vực bàn trà. Và chúng ta tiếp tục thực hiện nghi thức cắt bánh hợp hôn. Xin mời hai em. Cắt bánh tình yêu của chính mình. Và chúng ta hãy cắt lát bánh ngọt ngào nhất cũng được ạ. Vâng, ta coi nhé tượng trình cho tình bạn trong sáng của đời bạn ạ. Chúng ta khi quen biết tìm hiểu, chúng ta bắt đầu từ tình bạn, đúng không thưa quý vị? Chúng ta trải qua một tình bạn trong sáng và tiếp theo chúng ta cắt tầng bánh thứ hai. Vâng, khi tình bạn của chúng ta đủ lớn, chúng ta tiến bước thêm một bước nữa, đó chính là tình yêu. Thưa quý vị, ở tầng bánh thứ hai, hai bạn trẻ của chúng ta Công Hưng và Thúy Hằng đã bắt đầu hồi tưởng lại những kỷ niệm hồi hai bạn còn hẹn hò, tìm hiểu và yêu đương. Có những kỷ niệm ngọt ngào, tình yêu nồng say đã trao cho nhau, để rồi hai bạn quyết định rằng đây chính là một nửa đích thực của mình. Hai bạn chính thức bước qua vạch biên giới của tình yêu, tiến tới ngưỡng cửa hôn nhân. Ở nơi đây có sự yêu thương bao bọc che chở, với lòng bao dung, với trách nhiệm, với tình yêu thương. Và từ đây bạn sẽ cùng trở về với mái ấm hôn nhân cuộc sống lứa đôi. Xin được chúc cho tình yêu của hai bạn ở dưới mái ấm hôn nhân luôn được hạnh phúc thăng hoa đủ đầy. Vâng, thưa quý vị. Vâng, ngày lúc này đây, Dạy Công Hưng và Có Dâu Thúy Hằng ta đã cắt bánh hạnh phúc xong. Và ngày lúc này thì Minh Sang cũng muốn chú Dạy Công Hưng, chúng ta hãy lấy một chút bánh của các bánh để trao cho Cô Dâu Thúy Hằng và chúng ta, để chúng ta cùng cảm nhận được vị ngon của chiếc bánh tình yêu của đời bạn trong ngày hôm nay ạ. Vâng, Dạy Công Hưng đâu ạ, chúng ta lấy một chút bánh thôi ạ, để trao cho Cô Dâu Thúy Hằng và chúng ta ạ. Vâng, và sau đó thì Cô Dâu Thúy Hằng cũng lấy một chút bánh để trao Dạy Công Hưng, để cho chú Dạy Công Hưng và chúng ta cùng nếm vị ngọt của tình yêu của đôi lứa nhé quý vị. Vâng, chúng ta chỉ lấy một chút bánh thôi ạ. Vâng, ngày lúc này thì Minh Sang xin mời quý vị chúng ta cùng hướng tầm nhìn của mình về phía sân khấu để cùng quan sát giây phút mà đôi lứa của chúng ta trao nhau những vị ngọt của tình yêu, vị ngọt của hạnh phúc, của hôn nhân và gia đình, thưa quý vị. Vâng, quý vị ơi, quý vị thấy đôi lứa ta đang nở những nụ cười viên mãn, nụ cười hạnh phúc, đúng không thưa quý vị? Và phải thật lãng mạn ngày đây thì quý vị ơi, chúng ta tiếc gì một tràng vỗ tay nồng nhiệt thay đi phòng thành hôn nữa không ạ? Trân trọng cảm ơn quý vị. Vâng, và tiếp sau đây thì mình sẽ cũng xin kính mời chú Dạy Công Hưng hãy cùng nắm tay Cô Dâu Thúy Hằng trở về phía bên tay phải để đến với Áp Ly Tình Yêu để thực hiện nghi thức rót rượu sau bánh. Và ở nghi thức rót rượu sau bánh, xin mời chú Dạy hãy chứng tỏ cho người vợ của mình thấy rằng anh là người đàn ông đích thực qua nghi thức khôi rượu sau bánh. Đầu tiên chú Dạy sẽ bốc nhẹ nước dưới bạn, sau đó lắc thật mạnh chai rượu sau bánh. Và chú Dạy sẽ cùng xoáy vặn cọng dây thép ngược chiều kim đồng hồ. Và dừng khoảng chừng 3 giây, chúng ta sẽ lấy móng tay gẩy nhẹ nút chai, hướng nút chai lên khu vực trần nhà. 1, 2, 3 đi ạ. Vâng, và sau đây thì Minh Sang sẽ kính mời đôi lứa của chúng ta hãy cùng nâng chai rượu của mình lên, cùng rót vào tháp ly của chính mình trong buổi trưa chiều ngày hôm nay ạ. Chúng ta hãy lồng tay vào nhau và cùng rót rượu tháp ly tình yêu ạ. Vâng quý vị ơi, rượu biểu trưng cho sự nồng cháy ân ái của tình yêu cho khát vọng của con tim. Những dòng rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt, nước thì tưới cho tình yêu thêm tươi thắm, mật ngọt thì tô điểm cho cuộc sống mai sau. Vâng, thật đúng là rượu hồng thì kết nghĩa phu thê, tình trao nồng thắm duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Vâng thưa quý vị thân mến, tình yêu đó là sự hòa hợp của hai tâm hồn đồng điệu, năm nó hai con tim sẽ cùng ngân vang một nhịp đập, và từ nay hai trái tim sẽ cùng hôn ca những khúc ca hạnh phúc. Đã và đang trở về với hình ảnh tuyệt vời ngày hôm nay, đó là chú Dạy Công Hưng, Cô Dâu Thúy Hằng cùng tay trong tay để rót ra dòng rượu trân bay màu đỏ với màu tượng trưng cho tình yêu cháy bỏng nồng say của hai bạn trẻ. Hôm nay sau đây thì chú Dạy Công Hưng hãy tiếp tục mở chai rượu thứ hai với các bước tương tự như chai rượu đầu tiên ạ.
Vâng, ở chai rượu thứ hai này thì cô dâu và chú rể của chúng ta hãy rót vào những chiếc ly mà ban tổ chức cũng như gia đình đã chuẩn bị ở trên phía mặt bàn trước ạ. Vâng, chúng ta hãy rót vào những chiếc ly mà ban tổ chức đã chuẩn bị ở phía mặt bàn trước nhé. Chú rể cầu hôn cùng cô dâu thứ hai, hai bạn sẽ rót ra bốn chiếc ly mà ban tổ chức đã chuẩn bị để sau khi hoàn thành nghi thức rót rượu cho bay vượt và các ly kính dâng những ly rượu hiếu đạo để cảm ơn tới sự tác hợp của hai bên gia tộc và đại diện là hai vị trưởng đoàn sẽ đón nhận tấm lòng hiếu thảo của hai bạn trẻ. Minh Giang xin kính mời đôi bạn trẻ của chúng ta rót tiếp vào tháp ly tình yêu của chính mình ạ. Vâng, quý vị ở đây, Minh Sang vừa rồi có nghe thấy chú rể Công Hưng có ghé vào tai cô dâu Thúy Hằng và nói rằng: "Em như một chén rượu nồng, anh chưa nhấp miệng mà nồng đã say. Em như một chén rượu cay, anh xin uống cạn để say trọn đời." Vâng, kể từ ngày hôm nay đây, đôi bạn của chúng ta sẽ mãi mãi nắm tay nhau đi trên con đường tình yêu, con đường hạnh phúc của chính mình, cùng xây dựng tổ ấm, xây dựng mái ấm gia đình cho riêng mình kể từ ngày hôm nay, thưa quý vị. Và ngay sau đây xin được đón mời chú rể Công Hưng hãy lâng ly rượu hiếu đạo đầu tiên kính dâng lên vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái để cảm ơn tới ông cùng gia đình họ nhà gái đã sinh ra một người con gái mang tên Thúy Hằng, dịu dàng, đẹp nết, đẹp người. Và cô dâu Thúy Hằng sẽ kính dâng ly rượu hiếu đạo tiếp theo kính dâng lên vị đại diện gia đình họ nhà trai để cảm ơn tới đại gia đình họ nhà trai đã sinh ra một người con trai mang tên Công Hưng. Phong độ đẹp trai để ngày hôm nay trai tài gái sắc được nên duyên. Với hai ly rượu còn lại thì xin mời hai em chúng ta cùng lâng ly lên và hai em sẽ thực hiện nghi thức khoác tay uống ly rượu giao bôi. Và xin mời hai vị đại diện chúng ta cùng lâng ly lên để cùng chúc mừng được không ạ? Vâng quý vị ơi, khi mình sang mô này ba chúng ta hãy cùng lâng ly chúc mừng và xin quý vị nồng một tràng vào tay thật lớn được không ạ? 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc ạ! Vâng, chào một tay thật lớn từ quý vị đi ạ! Dạ, xin được trân trọng cảm ơn tới hai vị trưởng đại diện và kính mời hai ông lại trở về với bàn trà khu vực vì nay. Thưa quý vị, để cùng trở về chúc mừng cho hạnh phúc của hai bạn trẻ ngày hôm nay không chỉ được đón nhận tình cảm và thể thức vị quan khách chúc mừng mà chúng ta cùng chứng kiến những phần quà đặc biệt và ý nghĩa đại gia đình họ nhà trai sẽ trở về sân khấu trao tặng cho chú rể Công Hưng, cô dâu Thúy Hằng. Và xin mời hai em chúng ta lại tiếp tục tiến lên sân khấu để đón nhận những phần quà ý nghĩa ngày hôm nay. Xin mời công an bất nhiệt để chào đón xin thành ra chú rể cô dâu, đó là sự hiện diện của tứ thân phụ mẫu. Và thưa quý vị thân mến, đã và đang hiện diện tại sân khấu lúc này đó là sự hiện diện của song thân phụ mẫu thân sinh ra chú rể Công Hưng, hai ông bà với phần quà ý nghĩa đã và đang. Thưa quý vị thân mến, đối với các đấng sinh thành các bậc làm cha làm mẹ, ai ai sinh con ra nuôi con khôn lớn và trưởng thành đều mong muốn rằng được một ngày chứng kiến các con của mình lập thành gia nên vợ nên chồng. Và ngày hôm nay niềm mong muốn khát khao cháy bỏng nhất của các đấng sinh thành đã thành hiện thực khi được chứng kiến hai con Công Hưng Thúy Hằng trở về bên nhau kết tình vợ chồng trăm năm. Với các đấng sinh thành có phần quà đặc biệt ý nghĩa để chúc cho hai con của mình được trăm năm hạnh phúc và xin được ghi nhận tình cảm của hai ông bà, kính chúc các bà có thật nhiều sức khỏe, gia đình luôn được hạnh phúc, may mắn, bình an, tấn tài, tấn trọng. Vâng, và tiếp sau đây thì mình sao xin kính mời trở lại trong một sân khấu anh chị của chú rể Công Hưng cũng có món quà yêu thương gửi tới cho hai người em của mình trong buổi trưa chiều ngày hôm nay. Con kính trọng và kính mời anh chị ạ. Thượng nhà là nơi để về, là nơi mà chúng ta sẽ gạt bỏ những bộn bề lo toan ngoài xã hội để trở về với vòng tay yêu thương của gia đình. Và ngay lúc này thì nhà cũng chính là nơi mà để tất cả các thành viên của gia tộc chúng ta chào đón thêm một thành viên mới. Trong niềm vui hân hoan, niềm phấn khởi ngập tràn, đại gia đình đặc biệt là anh chị của chú rể Công Hưng có một phần quà ý nghĩa trao tặng cho hai em với lời chúc. Chúc cho hai em của mình Công Hưng Thúy Hằng được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin được ghi nhận tình cảm của hai anh chị và chúc hai chị luôn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn, bình an. Quý vị cùng nổ một tràng vỗ tay thật lớn để cùng cảm ơn tới những món quà tuyệt vời ngày hôm nay ạ. Vâng, quý vị ơi,
Chắc hẳn giây phút này là mọi quý vị của chúng ta đang ngồi bên dưới cũng đang rất là chờ đợi. Quý vị ngồi ở phía dưới khán phòng của chúng ta ngày hôm nay đã bao giờ nhìn thấy chú rể Công Hưng của chúng ta trao gửi yêu thương cho cô dâu Thúy Hằng chưa? Không biết là nhìn thấy rồi ạ, đâu ai nhìn thấy rồi, giơ tay lên em cái ạ. Vâng ạ, bạn nhìn thấy rồi, tí mình nhắm mắt lại nhé. Vâng, và ngay sau đây thì quý vị có muốn nhìn thấy tình cảm của chú rể Công Hưng dành cho cô dâu Thúy Hằng trong buổi trưa ngày hôm nay không ạ? Nếu có, anh nào một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, quý vị muốn chú rể Công Hưng trao điều gì cho cô dâu Thúy Hằng ngay sân khấu tình yêu ngay lúc này ạ? Điều gì ạ? Vâng ạ, theo như khảo sát của Minh Giang thì 90% quý vị bên dưới là yêu cầu là hôn đấy ạ. Vậy chú rể Công Hưng có sẵn sàng trao một nụ hôn nồng thắm dành cho cô dâu Thúy Hằng trong buổi trưa ngày hôm nay không ạ? Vâng, quý vị ơi, chú rể của chúng ta sẵn sàng rồi ạ. Vậy cô dâu chúng ta thì sao ạ? Bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Và chú rể của chúng ta đã sẵn sàng trao nụ hôn yêu thương cho cô dâu Thúy Hằng. Và cô dâu Thúy Hằng của chúng ta cũng sẵn sàng để nhận nụ hôn từ chú rể Công Hưng của chúng ta thưa quý vị. Vâng, ngay lúc này đây thì Minh Giang cũng rất muốn quý vị hãy cùng với Minh Giang, cùng với đôi nương của chúng ta tạo ra một nụ hôn dài nhất Việt Nam trong buổi trưa chiều ngày hôm nay được không ạ? Vâng ạ, Minh Giang xin nói một chút ạ. Nếu quý vị muốn chú rể và cô dâu của chúng ta hôn thật lâu thì quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật là mạnh mẽ, thật là dài đúng không ạ? Khi Minh Giang hôn 1, 2, 3 hôn thì cô dâu của chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Còn quý vị thì sao ạ? Quý vị hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn. Khi nào những tràng pháo tay của quý vị dừng thì cô dâu và chú rể của chúng ta mới được dừng hôn được không ạ? Quý vị có đồng ý không ạ? Vâng, đồng ý quý vị vỗ nhát một tràng pháo tay cho Minh Giang được không ạ? Vâng, nhưng mà hơi yếu đấy ạ, thì chúng ta vỗ thật lớn lên đúng không ạ? Vâng, cô dâu chú rể chúng ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Vâng, ngày lúc này thì cô dâu và chú rể chúng ta hãy quay mặt vào nhau đi ạ, để chuẩn bị chào những nụ hôn yêu thương ạ. Ngày lúc này thì chú rể hãy đặt vào chỗ nào mềm nhất của cô dâu Thúy Hằng đi ạ. Vâng, công nhận là cũng có kinh nghiệm nhiều nên bảo cái nó đặt được ngay đúng không thưa quý vị? Vâng, cô dâu Thúy Hằng thì sao ạ? Hãy đặt vào bờ vai vững chãi của chú rể Công Hưng đi ạ. Vâng, quý vị ơi, chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng nhá. 1, 2, 3, hôn đi ạ. Vâng, những tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị ạ. Vâng, chú rể, chúng ta rời nhanh đi ạ. Quý vị của khán giả ta còn chưa kịp vỗ tay ạ. Vâng, quý vị ơi, bây giờ là chúng ta chưa vỗ tay mà chú rể đã dừng rồi, chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta lại lần nữa nhá. Vâng, lần 1, 2, 3, 2 dưới. Vâng, quý vị ơi, quý vị, những tràng pháo tay quý vị thật lớn hơn nữa đi ạ. Xin được cảm ơn với phần cổ vũ chúc mừng toàn thể quý vị với những tràng pháo tay nồng nhiệt và giòn giã. Thưa quý vị, ngay sau đây để xin kính mời quý vị, chúng ta tiếp tục đón nhận lời mời chào mời nước của bạn Khánh Tiết và cùng trở về với những làm chương trình để chúng tôi được chuyển lời cảm ơn của gia đình họ nhà trai, chuyển lời cảm ơn chân tình của chú rể Công Hưng cô dâu Thúy Hằng, và chúng ta tiếp tục quay trở về gặp gỡ với phần giao lưu nghệ thuật xin tặng những bạn hoan ca hạnh phúc chúc mừng cho Công Hưng Thúy Hằng. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ và lắng nghe. Tình yêu là đôi mắt là bờ môi trao cho nhau. Chúng em những người làm chương trình xin dành tặng cho quý vị với giai điệu ngọt ngào qua lời tặng của ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu. Chúc mừng chú rể và cô dâu. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ. Mình...
dành cho anh mãi mãi. Hạnh phúc có lúc với em thật lớn lao, biết bao ngọt ngào ngồi bên nhau say giấc mộng, không ưu tư không có bao phiền lo. Rồi một ngày dịu dàng và bên mình bước sang, dụi mắt thức giấc thấy anh cười với em, môi anh thì thầm rằng anh yêu em rất nhiều, long lanh trong sớm mai môi hồng khẽ cười. Nhìn thấy anh đang ấm áp trong mắt anh hiền hòa là điều hạnh phúc nhất trên thế gian dành cho em. Dù có những lúc sóng gió chiếc áo tươi màu em đã chọn kỹ, một chiếc áo rực rỡ